Đồng hồ Quang Lâm xin chào các bác Ngày hôm nay bên em có về được với các bác một mẫu đồng hồ của thương hiệu Orenstar Đây nó là một chiếc uh, Orenstar hàng đã qua sử dụng rồi Và chiếc này về thì nó còn về được hộp và đồng hồ các bác nhé Hộp và đồng hồ ở đây là cái thẻ tác uh, sapphire Crystal Là kính sapphire Ở đây em có một chiếc uh, Orenstar khá là đẹp Chiếc này thì các bác có thể check cái mã tham khảo của nó là Orenstar RK gạch ngang AU0004B. Đó. Một chiếc hàng đã qua sử dụng. Tình trạng của bạn này thì em đánh giá là bạn này bạn đây còn đẹp là tương đối các bác nhé. Chúng ta sẽ có một chút sức răm nhỏ ở trên các cái à, viền benzen có sức lông mèo thôi các bạn trên về benzen đã có sức lông mèo dây của chúng ta thì có một vài đây có vết sức lông mèo nhỏ như thế này Đó. nói chung là cái này các bác sử dụng thì cũng không thể tránh được khóa cũng đã có xước nhẹ tình trạng thì em đánh giá bạn này bạn ấy còn khoảng tầm 90% về độ mới sai mặt đường kính ở đây chúng ta sẽ có một size là size size 38 mm các bạn nhé, Size 38 và độ dày là dày 11,8 mm. Lắc tú lắc của chiếc này là 45,7 và với size này nó sẽ phù hợp với các bác mà có cổ tay tầm từ 15 trở lên thì các bác đã đeo được chiếc này rồi. Một chiếc lắc khá ngắn và size nó cũng khá là hợp lý để các bác đeo. Mặt đây được trang bị hoàn toàn là màu màu đen các bạn nhé. Chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số được đính nổi ở trên cái mặt đây này. Cọc số của chúng ta là cái dạng cọc số hỗn hợp với 6, 12 là dạng cọc số la mã. Còn các ô cọc còn lại là cọc số dạng index. Và chúng ta sẽ có một uh, bộ kim hình lưỡi kiếm. Tất cả kim cọc thì đều được vắt cạnh sang các bên để tăng độ bắt sáng và ở đầu 12 bộ cọc số cũng như là trên thân kim nó sẽ có một chút dạ quang để cho các bác có thể quan sát giờ vào ban đêm. Đó. em sẽ test dạ quang của chiếc này giá dạ quang của nó cũng sẽ đủ để các bác sử dụng vào ban đêm các bác nhé đây. cái đèn nó hơi sáng nên các bác nhìn nó không được rõ lắm nhưng trên này nó sẽ có dạng quang ở đầu 12 bộ cọc số các cái chấm đây và trên thân kim giờ kim phút chúng ta sẽ có 12 giờ chúng ta sẽ có một ô chỉ báo năng lượng power laser hình rẻ quạt và giờ tích cót tối đa của chiếc này là 50 tiếng lịch ngày được đặt ở góc uh, 3 giờ đó với nền trắng dĩ đen và chúng ta sẽ có dòng chữ Oresta Automatic logo ở phía giữa trung tâm và Japan với bộ máy là ở trên trước này là bộ máy F6 F6N4 các bạn nhé. Một bộ máy khá là bền bỉ của Oresta. Đi kèm các bác sẽ có kính sapphire và núm chỉnh giờ bên ông có khía cạnh có logo chữ S của Seiko à của Oresta. Đó ở phía bên uh, bên hông các bác sẽ có các cái thông số ở mặt sau chống nước này chống nước của chiếc này là 100 m này các bác có thể đi bơi thoải mái sun steel hoàn toàn là bằng thép không rỉ và kính sapphire kèm với đó là epson là công ty mẹ của oren made in japan phiên bản nhật độ địa với bộ máy f6n4 Bộ máy này của chúng ta sẽ có 24 chân kính 21.600 tần số dao động và giờ tích cót tối đa của chiếc này là 50 tiếng các bác nhé. Hỗ trợ đầy đủ tất cả các chức năng. Dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ và hỗ trợ con tay. con tay là 50 tiếng. Một chiếc đồng hồ cực kỳ đơn giản, ba kim một lịch có ô chỉ báo năng lượng. Khá là đẹp. Em sẽ ướm thử bạn này ở trên tay. Bạn này thì còn dây đủ cho tay 17. Dây chỉ đủ cho tay khoảng hơn 17 một tí các bác nhé. Đó Bác nào mà tay to hơn 17 Thì các bác vui lòng bỏ qua Còn các bác nào mà dưới 17 Thì các bác có thể đeo được trên này Từ 15 đến 17 là đeo thoải mái luôn Một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt Còn khá là đẹp Như chiếc này thì đang được bán mới Khoảng 66.000 yên Khoảng 12 triệu rưỡi đến 13 triệu các bạn Bên em có một chiếc hàng đã qua sử dụng Giá tại thời điểm mùng 9 tháng À hôm nay là 14 tháng 11 Năm 2022 này là 6 ,5 triệu 5 Các bạn nhé 3788 là mã của chiếc này để đặt hàng chiếc đồng hồ này nếu như các bác yêu thích các bác có thể truy cập vào website đồng hồ quan lâm.com các bác check giúp em cái mã 3788 nếu còn nút mua hàng màu xanh có nghĩa là đồng hồ vẫn còn chưa có bác nào mua thì các bác có thể đặt hàng trực tiếp tại website với giá là 6 ,5 triệu 5 và em sẽ gửi đúng chiếc đồng hồ theo đúng địa chỉ các bác yêu cầu Ngoài ra thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo các cái đầu số là 1900 này 3468 hoặc là số 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699 và đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.